Một mùa giải mới với nhiều sự thay đổi từ các câu lạc bộ. Với lợi thế sân nhà, liệu câu lạc bộ Hải Phòng có thể tận dụng lợi thế này để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân? Hay Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo nên bất ngờ với những điểm số rời sân lạch chay? Lượt trận mở màn V-League 2023-2024. Câu lạc bộ Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, 18 giờ ngày 20 tháng 10, trực tiếp trên VTV5 và VTV5 Tây Nguyên. Kính mời quý vị khán giả đón xem.